chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều tình huống, từ những bàn thắng đẹp gắt ngay đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé, sẽ có những video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe channel của chúng mình. Xin chào! Các bạn fan của Ronaldo ơi, hãy nhanh tay nhấp vào link đăng ký được đặt ở dưới phần mô tả để có cơ hội sở hữu ngay chiếc áo với giá ưu đãi nhé. Sau Olympic London năm 2012, Brazil rất cần những chiến thắng để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ sau khi bị chỉ trích khá nhiều về phong độ kém cỏi trong khoảng thời gian đó. Chính vì thế, chỉ với tính chất giao hữu, nhưng các vũ công Samba đã thể hiện lối đá tấn công đa dạng và hiệu quả trong trận gặp Trung Quốc. Họ không hề nhường nhịn đối thủ, chứng minh sức mạnh đáng sợ khi đánh bại đội bóng châu Á 8-0. Màn tỏa sáng của Neymar chính là điểm nhấn của trận đấu. Hãy cùng xem lại Selecao đã vùi dập đàn em Trung Quốc ra sao trong trận đấu diễn ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2012 ấy. Huấn luyện viên Menezes sử dụng sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bộ ba tiền vệ Ramirez, Romulo, Lucas chơi ở giữa sân. Tiền vệ Oscar đã lùi phía sau cặp tiền đạo Hut và Neymar. Với đội hình xuất phát gồm toàn ngôi sao tấn công, Brazil dễ dàng thể hiện được sự chênh lệch về đẳng cấp trước Trung Quốc, một đội bóng chỉ xếp hạng khá ở châu Á và sớm bị văng khỏi vòng loại khu vực châu lục đông dân nhất thế giới. Ưu thế về đẳng cấp giúp các vũ công Samba ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và ngay phút thứ 6, Oscar tạt bóng cho Neymar bay người đánh đầu đưa bóng đi sạc cột dọc. Trong khoảng 20 phút đầu, Trung Quốc gần như không có cơ hội lên bóng, họ chỉ co cụm phòng ngự trước sức ép liên tục từ Brazil. Và Trung Quốc chỉ có thể trụ được đến phút 23, Ramirez bật tường ăn ý cùng đồng đội ở Chelsea khi ấy là Oscar trước khi băng súng tân bóng qua đầu thủ môn Dali mở tỷ số 1-0 cho tuyển vàng xanh. Bàn thắng giúp đoàn quân huấn luyện viên Menezes càng chơi càng hưng phấn hơn và bàn thắng đến chỉ là vấn đề thời gian. Đến phút 26, Oscar đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang vào trong cho Neymar dễ dàng đệm lòng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho Brazil. Phút 32, Neymar kiến tạo cho Oscar dứt điểm nhanh, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang. Những phút tiếp theo, tiểu Pele, Hut rồi cả Daniel Alves đều có cơ hội, tuy nhiên các chân sút Brazil đều bỏ lỡ khá vô duyên. Phút 41 của trận đấu, Neymar có pha đi bóng lắc léo, anh liên tục làm khổ hậu vệ của Trung Quốc, tuy nhiên cú dứt điểm cuối cùng vẫn chưa hoàn hảo lắm. Quá đáng tiếc cho siêu sao sinh năm 1992. Những phút còn lại của hiệp 1, Trung Quốc may mắn không phải nhận thêm bàn thua.
every night. Got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. Bước sang hiệp 2, những tưởng đội tuyển Trung Quốc sẽ tìm ra đấu pháp hợp lý hơn để hạn chế sức mạnh của tuyển Brazil. Nhưng đây thực sự mới là cơn ác mộng đối với đoàn quân dưới sự quản lý của huấn luyện viên Camacho. Hiệp 2 mới bắt đầu được 4 phút, Hút đi bóng dũng mãnh rồi chuyền lại cho Lucas dứt điểm gọn gàng, đưa tỷ số lên thành 3-0 cho Brazil. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me. Đến phút 52, Neymar đi bóng kỹ thuật rồi tung cú cửa lòng hiểm hóc, bóng dội xà ngang bật ra và Hút có mặt kịp thời dứt điểm, đưa cách biệt lên thành 4-0 cho Brazil. Phút 54, hàng thủ Trung Quốc có dấu hiệu buông, họ để Marcelo đi bóng rất thoải mái ở bên trái trước khi căng ngang dọn cổ cho Neymar băng vào dứt điểm, nâng tỷ số lên 5-0. Càng chơi, Neymar càng hưng phấn. Anh liên tục có những cú sút về phía khung thành đội bóng châu Á. Lúc này, tỷ Pelé đang đứng trước cơ hội lập hat-trick trong trận đấu. Đúng như dự đoán, phút 61, Oscar vẫn sắm vai người kiến tạo với đường căng ngang chuẩn xác cho Neymar, đệm lòng chính xác hạ Dali, hoàn tất cú hat-trick và đưa cách biệt lên thành 6-0 cho đoàn quân huấn luyện viên Menezes. Một show diễn hoàn hảo của Neymar và đội tuyển vàng xanh. Brazil đưa ra hàng loạt sự thay đổi người, nhưng sức mạnh tấn công của họ không hề suy giảm. Phút 70, sau hàng loạt pha phối hợp ăn ý, Lucas Moura chuyền vào trong và hậu vệ Gian Liu lóng ngóng đốt lưới nhà mang về bàn thắng thứ 7 cho Brazil. Sau màn trình diễn hoàn hảo, tiểu Pelé rời sân nhường chỗ cho Jonas ở phút 72. 14 phút trước khi hết giờ, Brazil được hưởng quả 11m. Và Oscar bước lên bình tĩnh lập công, ấn định thắng lợi 8-0 cho Brazil. Bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của cầu thủ khoác áo Chelsea kỳ ấy. Còn đội tuyển Brazil đã có màn tập dượt cực kỳ thành công trước Trung Quốc. Sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa Brazil và Trung Quốc đã mang tới kết quả là chiến thắng hủy diệt của đội bóng vàng xanh trong trận đấu ngày hôm ấy. Với chiến thắng này, thầy trò Mano Menezes đã xóa tan những chỉ trích của báo giới và người hâm mộ nhằm vào họ tại Olympic London năm 2012. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng Trung Quốc là đối thủ quá yếu và họ gần như đã buông xuôi trong khoảng thời gian đầu hiệp 2. Mặc dù đã có chiến thắng hoành tráng, nhưng tại thời điểm đó vẫn có một bộ phận người hâm mộ chưa hoàn toàn tâm phục khẩu phục thực sự. Bạn nghĩ sao về màn hủy diệt này? Để lại bình luận chia sẻ suy nghĩ cho chúng tôi biết nhé. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.